Siêu bay nhá. Ok, bóc tem sản phẩm này. Rồi. Đây là sản phẩm Holo. Cốc cao của Holo. Đấy. Brick coffee. Đấy. Wow. Bộ nó căng. Bóc tem. 3 2 Ta-da. Đây là bộ sản phẩm chúng ta sẽ bóc từng cái một xem là cái gì nhá. Mình quảng cáo thế thôi nhưng mà chưa biết nó là cái gì. Đấy, trong nó là có cái cốc. Ủa, cốc thủy tinh ấy nhá. Không phải cốc ấy đâu. Giấy này như kiểu giấy làm bánh ấy. Bánh cupcake ấy đúng không? Bánh cupcake. Thế là chắc là khả năng nó là để làm bánh rồi. Bộ dụng cụ làm bánh. Ui. Ui, cái drip trông xinh không? Yeah. Wow. Wow. Thật là cool. The drip này. Này. Ok. Cái này thì cái này chính là cái bộ sản phẩm để drip. Đúng không? Là cách sử dụng. Lật lại thành một cái cốc để uống. Lật lại thành một cái cốc để uống. Vâng. À, cái này chỉ xoay thôi đúng không? Vâng. Đây. Đây là có cái xoay này. Đó, xoay như thế này đúng không? Là đây nó có cái lỗ. Vâng. Là cái drip. Thế còn ở cái đây? Thoát nhiệt. Thoát nhiệt à. Vâng. Rồi. Đây, để như này đúng không? Vâng. Xoay một tờ giấy vào. Ủa, cái giấy này hay nhỉ? Nhưng cái vấn đề là cái giấy này dùng hết thì làm nào? Một tiếp nhưng mà có bán không? Có bán nẻo. Có, em bán ở trên mạng rất là nhiều. Bởi cái này là chuyên về drip mà, pullover mà. Đây, như này đúng không? Dạ vâng, cho cà phê vào. Cho cà phê vào đúng không? Xong cua. Xong cua cái này vào đúng không? Cua. Ok, thì sau đấy thì nó sẽ giữ cái cốc này mình làm coi cốc uống luôn. Vâng, cốc uống luôn. Hoặc là anh lấy cái này ra. Ờ, hoặc cái này ra. Đặt lại. Vâng. Đặt lại như này. Làm cái này nắp. Làm cái nắp. Đấy. Ờ, cái nắp. Và wow. xoay trạng thái uống, có một cái trạng thái uống. Có một trạng thái Nó sẽ thành một cái cốc như này. Tuyệt vời. Ok.